Cô chào mừng tất cả các bạn học sinh khối lớp 5 của trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu đã đến với giờ học trực tuyến môn lịch sử. Các em đã bao giờ nghe đến đường Trường Sơn chưa? À, các em biết không? Trong những năm tháng ác liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, giữa chốn rừng xanh, núi đỏ, đèo dốc treo leo của Trường Sơn, bộ đội, thanh niên xung phong đã mở đường mòn Hồ Chí Minh, góp phần chiến thắng giặc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài học hôm nay, chúng ta tìm hiểu về con đường này, đó là đường Trường Sơn. Cô mời các bạn mở sách giáo khoa trang 47. Chúng ta cùng đi vào hoạt động thứ nhất. Tìm hiểu xem vì sao Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. Cô cùng các bạn sẽ đọc nội dung trong sách giáo khoa nhé. Trong kháng chiến chống Pháp, trên dãy núi Trường Sơn đã hình thành một đường dây giao liên Bắc Nam. Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam, ngày 19 tháng 5 năm 1959, Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. Đường Trường Sơn còn được gọi là đường Hồ Chí Minh. Tính đến ngày đất nước thống nhất, ngày 30 tháng 4 năm 1975, đường Trường Sơn đã tồn tại gần 6.000 ngày đêm. Trong thời gian ấy, trên đường Trường Sơn từng diễn ra nhiều chiến công, thấm đượm biết bao mồ hôi, máu và nước mắt của bộ đội và thanh niên xung phong. Đường Trường Sơn nằm ở vị trí nào? Cô và các bạn cùng quan sát lược đồ. Đây là dãy núi Trường Sơn. Lược đồ thứ hai. Đường Trường Sơn bắt đầu từ hữu ngạn sông Mã thuộc tỉnh Thanh Hóa, qua miền Tây Nghệ An đến miền Đông Nam Bộ. Đường Trường Sơn thực chất là một hệ thống bao gồm nhiều con đường trên cả hai tuyến Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn. Qua nội dung vừa đọc trong sách giáo khoa và lược đồ các bạn vừa được quan sát, chúng ta hãy cùng suy nghĩ xem đường Trường Sơn có vị trí thế nào với hai miền Bắc Nam nước ta. Vì sao Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn? Và tại sao ta lại chọn mở đường qua dãy núi Trường Sơn? Cô nghĩ rằng tất cả các bạn học sinh khối lớp 5 của trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu đều đã có câu trả lời của mình phải không nào? Cô và các bạn cùng đi vào từng câu hỏi nhé. Đường Trường Sơn có vị trí thế nào với hai miền Bắc Nam nước ta? Đường Trường Sơn là đường nối liền hai miền Bắc Nam của nước ta. Vì sao Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn? Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam, ngày 19 tháng 5 năm 1959, Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. Tại sao ta lại chọn mở đường qua dãy núi Trường Sơn? Các em biết không, vì đường đi giữa rừng khó bị địch phát hiện, quân ta dựa vào rừng để che mắt quân thù, nên Trung ương Đảng đã quyết định mở đường qua dãy núi Trường Sơn đó các em ạ. Cô mời các em quan sát một số hình ảnh chiến sĩ bộ đội của ta đang vận chuyển hàng trên tuyến đường Trường Sơn. Các em thấy không, chỉ với một chiếc xe đạp rất nhỏ bé nhưng các chiến sĩ đã thồ được rất nhiều hàng hóa trên chiếc xe ấy. Hay như bức hình này, các em thấy các chiến sĩ đi lại rất khó khăn, vất vả. Có những đoạn đường trên tuyến đường Trường Sơn có dốc cao đến tức ngực, nếu đi không khéo, chân người trước dẫm lên tóc người sau. Với những hình ảnh này, các em đã cảm nhận được sự khó khăn vất vả như thế nào khi bộ đội chiến sĩ của ta đi trên tuyến đường Trường Sơn. Để hiểu rõ hơn nữa về tuyến đường Trường Sơn và nỗi vất vả của chiến sĩ bộ đội ta, cô mời các em cùng xem bộ phim tư liệu về đường Trường Sơn.
sau Hiệp định Geneva, những người lính Pháp vừa rút khỏi, thì người Mỹ đã toan tính ngay việc xâm chiếm Việt Nam nhằm phục vụ cho mục tiêu chiến lược lâu dài của họ. Để tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng và thống nhất Tổ quốc trước âm mưu chia cắt đất nước ta lâu dài của kẻ thù xâm lược, từ tháng 5 năm 1959, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định mở tuyến đường giao liên Bắc Nam để chi viện miền Nam kháng chiến. Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giao nhiệm vụ đặc biệt bí mật này cho lớp cán bộ đầu tiên đi mở tuyến. Những người cách mạng không xa lạ với rừng, nhưng để tìm được con đường bí mật an toàn trong điều kiện địch kiểm soát gắt gao và quyết tâm ngăn chặn bằng mọi giá là hết sức khó khăn. Đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng, đó là những từ mà lớp người tiền nhiệm phải luôn ghi sâu trong cân não. Đó là buổi bình minh của lịch sử đường Hồ Chí Minh huyền thoại, một buổi bình minh đầy hy vọng nhưng phải giấu kín trong trái tim người chiến sĩ. Những cán bộ trung kiên đã theo tục lệ cà răng căng tai của bà con, sống trọn đời mình với đồng bào các dân tộc ít người trên dải Trường Sơn. Đồng bào biết rõ đã có con đường ấy, nhưng con đường giữ được trọn vẹn sự bí mật giai đoạn đầu bởi lòng dân tin vào con đường đã chọn của Đảng, của Bác Hồ. Nhiều thế hệ đã tiếp nối nhau trên con đường Trường Sơn ngàn dặm, gian khổ tột cùng, nhưng cũng vô cùng kiêu hãnh vì được đi cùng đồng đội nhân dân trong những năm tháng ấy. Đúng là bước chân đi gót mòn sỏi đá. Rất nhiều phiến đá trên đường giao liên, nơi có hàng triệu người đi qua đã lõm xuống, nay đều xứng đáng được đưa về các viện bảo tàng. Hà Nội, Sài Gòn ngày nay chỉ cách nhau chưa đầy 2 giờ bay, nhưng những người chiến sĩ phải đi mất 16 năm ròng rã với những mất mát hy sinh và gian khổ tột cùng. Lớp người tiền nhiệm đã vượt qua đường số 9 theo một cống ngầm ở khu vực Rào Quán. Con đường mà đối phương đã chọn là tuyến kiểm soát chặt chẽ thứ hai sau sông Bến Hải. Để vượt núi cao, ta đã tạo nên những dốc 3 thang, dốc 5 thang mà mồ hôi người đi trước rơi xuống vành mũ tai bèo của người tiếp theo sau. Trong đoàn quân dài dặc ấy, có cả những người làm công tác điện ảnh, báo chí và văn nghệ. Chính họ đã lưu giữ cho chúng ta những hình ảnh và câu chuyện sinh động về con đường độc đáo nhất trong lịch sử chiến tranh. Có người đã để lại cho chúng ta những thước phim, những trang viết vô cùng quý giá trước khi vĩnh viễn nằm lại trên những nẻo đường chiến trận mà không kịp thấy ngày chiến thắng. Mọi chỗ có thể đi đều đã là đường. Qua suối sâu vực cao, có đủ dạng cầu bằng song mây, che nứa, vật liệu có sẵn ngay tại rừng núi Trường Sơn. Nhiều đoạn, để đề phòng lũ lớn, cầu được treo cao gần ngang đỉnh núi. Chiến tranh thật nhiều hy sinh gian khổ, nhưng trong thử thách khắc nghiệt ấy càng phát huy trí tuệ và cả cảm hứng sáng tạo của người chiến sĩ. Để chi viện sức người sức của cho cuộc kháng chiến ở miền Nam, thời kỳ đầu, tuyến đường giao liên triệt để lợi dụng những dải rừng già rậm rạp, nhiều đoạn vượt qua những đỉnh núi rất cao, bốn mùa mây phủ. Ta đã tính toán một cách khoa học điều kiện thời tiết, địa hình và các hướng chiến trường cùng tốc độ hành quân bộ để lập ra các binh trạm, các điểm tập kết lương thực, quân trang và vũ khí.
Các em biết không, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã nhiều lần khẳng định đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh là một chiến công hào hùng, một kỳ tích lịch sử, một kinh nghiệm quý báu của Đảng, của quân đội và nhân dân ta, sẽ mãi mãi tồn tại trong lịch sử kháng chiến chống xâm lược của dân tộc, sẽ tồn tại mãi trong ký ức và trong tình cảm thiêng liêng Nam Bắc một nhà của mỗi người dân Việt Nam. Nói đến đường Trường Sơn là nói đến sự hy sinh, gian khổ, đồng thời cũng nói đến khát vọng, không có gì quý hơn độc lập tự do của con người Việt Nam, bất chấp sự hủy diệt của kẻ thù và những khó khăn trở ngại của thời tiết và địa hình trong 16 năm, từ năm 1959 đến năm 1975. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, các em có biết những tấm gương anh hùng nào trên tuyến đường Trường Sơn không? Cô và các bạn cùng tìm hiểu qua hoạt động 2, những tấm gương anh dũng trên đường Trường Sơn. Ở hoạt động này, cô và các bạn sẽ kể lại câu chuyện về anh hùng Nguyễn Viết Sinh dựa vào nội dung trong sách giáo khoa. Anh Nguyễn Viết Sinh, một trong những anh hùng Trường Sơn năm xưa, người đã 6 năm ngồi hàng trên chặng đường dài gần bằng một vòng trái đất, kể lại, cùng với đoàn xe ngày đêm nối đuôi nhau chở hàng hướng về phía nam là đoàn người gùi gạo và xăng trên lưng, luồn lách qua rừng núi, dùng bè mảng vượt qua sông sâu, có những dốc cao leo đến tức ngực, nếu đi không khéo, chân người trước dẫm lên tóc người sau, vậy mà người nào cũng gùi 40 đến 50 kg. Để tránh sự rình rập và kiểm soát của địch, có những lúc vượt qua đường cái, đoàn người phải chui qua cống hoặc trải ni lông trên mặt đường rồi vượt qua, không để lại dấu vết gì. Muốn trao đổi với nhau, mọi người phải nói thì thầm. Đây là những hình ảnh về anh hùng Nguyễn Viết Sinh. Ở bức hình thứ nhất, các em thấy anh hùng Nguyễn Viết Sinh còn rất trẻ tuổi. Hình ảnh thứ hai là anh hùng Nguyễn Viết Sinh trong một buổi phỏng vấn. Ngoài những hình ảnh này và những thông tin trong sách giáo khoa, cô sẽ cung cấp thêm cho các bạn một số thông tin về anh hùng Nguyễn Viết Sinh. Các bạn cùng chú ý lắng nghe nhé. Kiện tướng gùi hàng và kỷ lục đi bộ một vòng trái đất. Trong vòng 4 năm, với 1.089 ngày làm việc, người lính ấy đã mang được hơn 55 tấn hàng trên lưng và đi qua quãng đường có tổng chiều dài 41.025 km, tương đương một vòng trái đất theo đường dịch đạo. Đó là những con số kỷ lục mà Đại tá anh hùng Nguyễn Viết Sinh, sinh năm 1940, ở xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, người được ví là anh hùng gùi hàng trên dãy núi Trường Sơn năm xưa. Năm 21 tuổi, chàng thanh niên Nguyễn Viết Sinh vác ba lô lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Bữa cơm lính đầu tiên của ông là ở lực lượng đặc biệt của đoàn 559, đóng quân ở miền Tây Quảng Bình. Vào những năm đó, quân ta vừa tiến vào Nam, vừa mở đường, bởi vậy các phương tiện vận tải cơ giới không có. Lúc này, để vận chuyển súng đạn, thực phẩm tiếp viện cho miền Nam chỉ bằng cách gùi thồ bằng sức người. Công việc gùi hàng tưởng chừng đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng lại cực kỳ căng thẳng và gian khổ. Mỗi ngày, cả đi lẫn về, phải cuốc bộ quãng đường hơn 40 km, trong điều kiện địa hình phức tạp, rừng núi âm u, đường xá lầy lội và đủ loại côn trùng, rắn rết, rình rập. Đại tá xin nhớ lại, khó khăn gian khổ là vậy, mỗi người trong đơn vị có sức khỏe tốt, đều gùi được khoảng 30 kg hàng. Riêng bản thân tôi có thể gùi được từ 40 đến 50 kg. Thời điểm nhiều nhất là cõng 75 kg hàng trên lưng, hơn cả trọng lượng cơ thể. Đặc biệt là vào những năm 1965, tôi gùi 70 đến 80 kg với quãng đường dài 20 km. Ông không thể nhớ nổi mình đã thay bao nhiêu đôi dép cao su, sờn rách bao nhiêu chiếc áo lính. Thế nhưng, suốt những năm tháng khốc liệt đó, chưa một buổi phục vụ nào thiếu bóng người giao liên Nguyễn Viết Sinh.
Có những lúc tưởng như không thể gùi hàng đi được, nhưng mọi khó khăn ông đều vượt qua. Nói rồi ông cười hiền bảo, điều này là hết sức bình thường đối với cả một thế hệ như chúng tôi. Những lúc gùi hàng, anh em trong đơn vị luôn khắc ghi quyết tâm với một khẩu hiệu: mỗi kg hàng là một đồng bào miền Nam đỡ đổ máu, mỗi viên đạn là một kẻ thù. Bản thành tích của ông được xác nhận. Năm 1962, ông gùi được 13.553 kg hàng và 296 cán thương trên đoạn đường 10.196 km. Năm 1963, gùi được 9.365 kg, khiêng 23 cán thương trên nhiều đoạn đường dài. Năm 1964, mang vác 11.445 kg, thồ với tổng số 8.230 kg, khiêng 62 ca thương binh trong tổng thời gian 323 ngày trên đoạn đường 10.982 km. Với thành tích đó, ngày 1 tháng 1 năm 1967, Nguyễn Viết Chinh được Bác Hồ ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với quân hàm trung sĩ. Ông cũng là người hùng đầu tiên của bộ đội Trường Sơn lúc bấy giờ. Ông vô cùng vui sướng khi nghe tin được về Hà Nội nhận danh hiệu cao quý này và được gặp Bác Hồ. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những năm tháng về một thời binh nghiệp vẫn chưa phút giây nào phai mờ trong tâm trí anh hùng Nguyễn Viết Chinh. Đến tận bây giờ, nỗi đau về cái chết của đồng đội vẫn luôn thường trực và nhói đau trong tim ông mỗi lần nhớ đến. Để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng đã hy sinh xương máu của mình, hàng năm ông thường kêu gọi đồng đội tổ chức những cuộc viếng thăm như về ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn, nghĩa trang Việt Lào, nghĩa trang Trường Sơn, thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang Quyết Thắng. Suốt những năm tháng gắn bó với rừng núi Trường Sơn và nước bạn Lào, vô vàn kỷ niệm trong ông cứ sống dậy mỗi lần hoài niệm. Đói rét, nhịn ăn là chuyện thường tình nhưng không hề làm các anh nao núng. Trong khó khăn vất vả mới thấy rõ tình người. Đó không chỉ là tình cảm anh em trong nhà, trong làng quê, trong một đất nước, mà đó là những tình cảm vượt qua cả ngoài biên giới của các chiến sĩ, đồng bào dân tộc Lào luôn hết lòng động viên anh em bộ đội. Họ bí mật treo đậu, gạo, dưa ở dọc các đoạn đường bộ đội mình thường xuyên đi qua. Những kỷ niệm trên dãy Trường Sơn lịch sử ấy có lẽ sẽ không bao giờ kể hết. Những anh hùng quả cảm trong chiến tranh càng không thể nào đếm xuể. Anh hùng Nguyễn Viết Chinh cũng vậy, nghỉ hưu từ những năm 90 của thế kỷ 20, trở về với cuộc sống đời thường. Mỗi ngày của ông là những giây phút vui vầy bên cháu con, sống một cuộc đời bình dị. Ngoài anh hùng Nguyễn Viết Chinh, còn rất nhiều nữ thanh niên xung phong cũng dũng cảm kiên cường không kém. Trong ảnh là chị La Thị Tám, tiểu đội trưởng thanh niên xung phong, làm nhiệm vụ tại ngã ba Đồng Lộc. Trong 7 tháng, chị đánh dấu được 1.039 quả bom chưa nổ, chỉ dẫn cho người và xe qua tọa độ lửa này an toàn. Chị và 9 đồng đội hy sinh vào trưa 24 tháng 7 năm 1968, khi một quả bom trong trận bom thứ 15 trong ngày dội sát miệng hầm các chị tránh bom. Tất cả đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa ai trong số họ lập gia đình. Và đây là hình ảnh của 10 nữ thanh niên xung phong đã hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc. Tiểu đội nữ thanh niên xung phong do chị Võ Thị Tần làm tiểu đội trưởng, có 10 cô tuổi từ 17 đến 22 được giao nhiệm vụ sửa đường cho xe qua. Ngày 24 tháng 7 năm 1968, sau nhiều trận bom cày nát đoạn đường, các cô vẫn không rời vị trí. Vừa dứt tiếng bom, các cô lại lao ra dùng cuốc, xẻng, san lấp hố bom, vá đường, thông xe. Đến 16 giờ 30 phút, trận bom hủy diệt lại dội xuống Đồng Lộc và cả 10 cô gái đã anh dũng hy sinh. Các chị đã vĩnh viễn nằm tại ngã ba huyết mạch Bắc Nam này như họ đã chung một chiến hào lúc còn sống.
tên tuổi 10 cô gái thanh niên xung phong đã trở thành bất tử. Qua bài học ngày hôm nay, cô mong rằng tất cả các bạn sẽ luôn khắc ghi công ơn của các chiến sĩ anh hùng đã hy sinh xương máu vì tổ quốc, vì đất nước. Từ đó, cô mong rằng các bạn sẽ học thật giỏi để lớn lên góp phần xây dựng cho tổ quốc giàu đẹp hơn các bạn nhé. Cô và các bạn vừa tìm hiểu về vị trí của đường Trường Sơn cũng như các gương anh hùng trên tuyến đường Trường Sơn. Để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của đường Trường Sơn, cô mời các bạn đến với hoạt động 3, tầm quan trọng của đường Trường Sơn. Chúng ta cùng đọc nội dung trong sách giáo khoa nào. Ròng rã 16 năm, địch đã trút xuống đường Trường Sơn hơn 3 triệu tấn bom đạn và chất độc hóa học. Nhưng dưới mưa bom, bão đạn của quân thù, bất chấp những khó khăn, gian khổ và sức chịu đựng của con người, đường Trường Sơn ngày càng được mở thêm và vươn dài về phía nam tổ quốc. Trên các ngã đường Trường Sơn, miền Bắc chi viện cho miền Nam, sức người, lương thực, vũ khí, cùng với cả nước, đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên đã không quản gian lao, hết lòng tiếp tế và vận chuyển hàng cho bộ đội. Ngày nay, đường Trường Sơn đã được mở rộng, nối liền đất nước. Ai đã đến đây đều nhớ tới con đường nổi tiếng và những người đã quên mình vì con đường thống nhất đất nước. Qua nội dung cô vừa đọc trong sách giáo khoa, các bạn có thể trả lời được câu hỏi này không? Con đường Trường Sơn có vai trò như thế nào trong sự nghiệp thống nhất đất nước của dân tộc ta? Cô nghĩ rằng tất cả các bạn đều đã có câu trả lời phải không nào? Trong thời kỳ kháng chiến, đường Trường Sơn là con đường để miền Bắc chi viện sức người, vũ khí, lương thực cho chiến trường, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam. Cô giới thiệu cho các bạn biết, đây là hình ảnh về đường Trường Sơn. Hai hình ảnh ở trên là đường Trường Sơn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Các bạn thấy đường đi rất khó khăn, gian khổ. Còn hai bức hình ở dưới là đường Trường Sơn ngày nay. Các em thấy đường Trường Sơn hiện nay đã được mở rộng, trải nhựa rất khang trang, xe cộ lưu thông rất dễ dàng phải không nào? Chắc chắn các em biết được rằng đường Trường Sơn ngày nay còn có tên gọi là đường Hồ Chí Minh. Thế hiện nay đường Trường Sơn đã phát triển ra sao? Dù giặc Mỹ liên tục chống phá, nhưng đường Trường Sơn ngày càng được mở thêm và vươn dài về phía nam tổ quốc. Các em thấy đó, hiện nay đảng và chính phủ ta xây dựng lại đường Trường Sơn, con đường quan trọng nối hai miền Nam Bắc đất nước ta, con đường góp phần cho sự nghiệp xây dựng đất nước của dân tộc ta ngày nay. Đường mòn là một sản phẩm kỳ diệu của tài năng, sự kiên nhẫn và sự hy sinh không bờ bến của con người, là hiện thân của những giấc mơ, những khát vọng của cả một dân tộc, nên không một sức mạnh nào có thể chặn cắt, có thể hủy diệt được. Ngày nay, đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh đang tiếp tục viết nên những bản hùng ca mới. Đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh cũng chính thức trở thành một tuyến quốc lộ Bắc Nam hiện đại, phục vụ khát vọng vươn lên của dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển, mở hướng khai thác tiềm năng kinh tế xã hội phía Tây của Tổ quốc, phục vụ cho sự phát triển kinh tế đất nước và củng cố an ninh quốc phòng. Còn đây là hình ảnh về nghĩa trang Trường Sơn. Các em có biết những thông tin gì về nghĩa trang này không? Các em cùng nghe cô giới thiệu về nghĩa trang này nhé. Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn tọa lạc trên khu đồi Bến Tách, cạnh đường quốc lộ 15. Sau ngày đất nước thống nhất, Trung ương Đảng và Bộ Quốc phòng đã phê chuẩn dự án xây dựng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn tại địa bàn tỉnh Quảng Trị, làm nơi tưởng niệm, tôn vinh những người con thân yêu của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh xương máu của mình trên các nẻo đường Trường Sơn vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nghĩa trang được khởi công xây dựng vào ngày 24 tháng 10 năm 1975 và hoàn thành vào ngày 10 tháng 4 năm 1977.
Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn là nơi an nghỉ đời đời của các chiến sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Đây là một công trình đền ơn đáp nghĩa đồ sộ nhất, quy mô nhất, có tính nghệ thuật cao, thể hiện lòng thương nhớ sâu sắc, niềm biết ơn và sự tôn vinh thầm kín của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã không tiếc xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước. Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn ngày nay không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ mà còn là nơi suy tôn, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta. Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn không chỉ là nơi để các gia đình liệt sĩ, các đoàn đại biểu của đảng và nhà nước, chính quyền các địa phương đến viếng thăm và thực hiện công việc đền ơn đáp nghĩa, mà còn là nơi hành hương của các nhân dân khắp mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế theo truyền thống đạo lý cao đẹp của dân tộc Việt Nam uống nước nhớ nguồn. Cô và các bạn vừa tìm hiểu về đường Trường Sơn cũng như tầm quan trọng của nó. Bên cạnh đó cũng biết được một số tấm gương anh hùng trên tuyến đường Trường Sơn. Để khắc sâu hơn bài học ngày hôm nay, cô mời các bạn cùng bước sang phần củng cố. Các bạn sẽ chọn đáp án A, B hay C. Câu thứ nhất, Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn vào thời gian nào? A. Ngày 19 tháng 5 năm 1959. B. Ngày 19 tháng 5 năm 1995. C. Ngày 15 tháng 9 năm 1959. Cô tin rằng sau khi cô đọc câu hỏi xong thì các bạn cũng đã có câu trả lời. Cô chúc mừng những bạn nào có cùng đáp án A với cô. Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn vào ngày 19 tháng 5 năm 1959. Câu số 2. Mục đích của việc mở đường Trường Sơn là gì? A. Thông thương sang Lào. B. Để miền Bắc chi viện sức người, vũ khí, lương thực cho chiến trường miền Nam. C. Cả hai ý trên. Các bạn chọn đáp án nào? Cô chúc mừng những bạn nào có cùng đáp án B với cô. Mục đích của việc mở đường Trường Sơn là để miền Bắc chi viện sức người, vũ khí, lương thực cho chiến trường miền Nam. Câu số 3 cũng chính là câu cuối cùng của bài học hôm nay. Những tấm gương anh dũng trên đường Trường Sơn là ai? A. Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Sinh. B. Nguyễn Viết Xuân, La Thị Tám. C. Nguyễn Viết Sinh, La Thị Tám. Đối với câu hỏi số 3 này, cô chắc chắn rằng bạn nào cũng có đáp án C giống như cô. Những tấm gương anh dũng trên đường Trường Sơn các bạn vừa được tìm hiểu đó là anh hùng Nguyễn Viết Sinh và chị La Thị Tám. Qua bài học ngày hôm nay, các em đã biết được rằng đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là biểu tượng nổi bật của trí tuệ và sức mạnh Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và hôm nay, đường Hồ Chí Minh lại tiếp tục viết nên những bản hùng ca mới, tạo thế và lực phát triển đất nước. Qua bài học ngày hôm nay, cô mong rằng các em sẽ học tập thật tốt để lớn lên xây dựng đất nước giàu đẹp, sánh vai với các cường quốc Nam Châu các em nhé. Bài học của cô đến đây là kết thúc rồi. Các em sẽ học ghi nhớ trang 49 và chuẩn bị bài 23, Sấm sét đêm giao thừa. Cô chúc các em nhiều sức khỏe, chăm ngoan, học giỏi. Cô chào tất cả các em.